Đây là ba quy tắc mà bạn phải tuân theo nếu con của bạn là một ác quỷ. Tôi đã sớm nhận thấy rằng một vết chàm trên cổ con trai của mình mà vợ tôi là Elizabeth chưa từng để ý tới nó bao giờ cả. 666 Cái con số kỳ lạ đó trông như được viết bằng một loại mực đỏ vậy rõ ràng như ban ngày. Trời ơi! Ai đã làm điều này? Tôi hét lớn lên một cách giận dữ nhìn xung quanh phòng sinh để tìm kiếm số vết của tội lỗi Joshua con trai của tôi Mới được sinh ra khoảng 2 giờ trước đó mà thôi Và trong khi tôi không ở trong phòng sinh cùng con trai mình Chỉ mới ra ngoài có vài phút Có ai đó đã phải chịu trách nhiệm cho chuyện này chứ Những ánh mắt lạ lùng của bác sĩ nhìn tôi Có vẻ rất nghiêm túc Này thưa anh Anh đang nói về vấn đề gì vậy Anh ta hỏi Vấn đề gì á Được Tôi sẽ chỉ cho anh biết Tôi đang nói về cái gì Tôi hết lớn lên, ẩm con trai của mình lên và đi lại gần bác sĩ. Đây, xem đi. Ánh mắt của anh ta nhìn xuống con trai tôi một cách chăm chú, rồi nhìn lên tôi. Ờ, không có gì ở đó cả, anh ta nói. Có vẻ là một lời nói chân thật khi anh ta chỉ vào con trai tôi. Và khi tôi nhìn xuống Joshua, cổ của thằng bé lại hoàn toàn bình thường. Ở đó không có gì cả. Ơ, 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 tôi, tôi tôi xin lỗi, tôi nói một cách lung túng. đặt con trai mình trở lại với vợ khi cô ấy nhìn tôi một cách giận dữ. khá may mắn vì cô ấy vẫn còn một phần bị ảnh hưởng từ thuốc gây mê. nếu cô ấy mà tỉnh táo một chút lại thì đó là lần đầu tiên tôi nhận ra một cái gì đó không hoàn toàn đúng với con trai tôi. điều đó dẫn tôi đến bộ quy tắc đầu tiên của mình. thứ nhất, hãy giữ những sự kiện đáng sợ và bất thường xảy ra cho riêng bạn mà thôi. Sau khoảng 5 năm trôi qua Dù con trai của tôi dường như là hòa đồng Và cực kỳ thân thiện đủ Khi ở bên vợ và tôi Nhưng thằng bé lại không thể kết bạn được Với bất kỳ ai trong trường cả Thậm chí cả giáo viên nữa Cũng cảm thấy một sự không ổn xung quanh thằng bé này Không ai trả lời thẳng cho tôi Về lý do tại sao Mà sau mới buổi chơi đùa cùng nhau Những đứa trẻ chơi với con tôi luôn luôn khóc to vào cuối buổi Cụ thể Là một người cha của đứa bé kia đã phẫn nộ Gọi điện thoại cho tôi đây có phải là bố của yosu không anh ta hỏi một cách giận dữ ờ à, đúng rồi tôi là bố của thằng bé đây có chuyện gì con chó nhà chúng tôi bị mất tích rồi chúng tôi nghĩ là con của anh có liên quan đến điều đó xin lỗi tôi ngắt lời có phải anh vừa đưa ra cáo buộc với con trai tôi á trước khi anh ta có thể trả lời được tôi tiếp tục nói chó của anh ấy có lẽ đã chạy trốn rồi hoặc là bị một chiếc xe đụng hay là cái gì đó chăng nếu anh gọi lại cho tôi để phản nàn về yosu cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ không thông qua điện thoại đâu mà là sẽ gặp mặt trực tiếp đấy tôi có thể nghe thấy nỗi sợ trong giọng của anh ta khi tôi cúp máy bây giờ tôi tự hỏi rằng liệu nỗi sợ mà anh ta cảm thấy có phải là dành cho tôi hay không Joshua sure? Tôi hét lên từ tầng dưới Vào đây, ngay Một lát sau, đôi mắt màu nâu đậm của thằng bé nhìn lên vô tội vào tôi Dạ, thưa bố, Bố vừa nhận được một cuộc gọi từ gia đình nhà John Tôi đã dán nhìn trong đôi mắt của thằng bé Khi nó đang lắng nghe Con có liên quan đến vụ việc chú chó của họ bị mất không? Biểu cảm của con trai tôi từ vô tội Thay đổi thành lạnh lùng Nó nó gầm lên với con mà Vì vậy con đã giết nó luôn rồi Thằng bé nói Một cách chắc chắn Tôi nhìn chầm chầm vào con trai của mình Mất khoảng 10 giây Để xử lý những gì tôi vừa nghe thôi được rồi đi vào phòng của con đi joshua nhớ nhớ nhưng mà bố ơi con ngay lập tức joshua mẹ và bố con sẽ bàn lại về những gì cần làm hai ngày sau không những có chú chó của gia đình nhà john biến mất đâu mà cả gia đình họ cũng biến mất theo luôn chồng vợ và hai đứa con bé bỏng của họ nữa đều biến mất vào đêm đó tất cả cửa đều được khóa từ bên trong không có dấu hiệu của cuộc đấu tranh đột nhập hoặc là hành vi xấu xa nào cả chiếc Toyota Prius mới của họ vẫn được đậu gọn gàng trên đường và chìa khóa nằm trong một chiếc bát sứ trái cây đặt trên bàn ăn của họ các cảnh sát có vẻ hơi bối rối nhưng mà tôi có những suy luận của riêng mình và tôi có những cơn ác mộng nữa điều đó xin tôi đến một quy tắc số 2 không bao giờ để động vật gần con của bạn vào bất kỳ lúc nào không chỉ là chú chó đâu Kể từ khi con trai tôi ra đời Tôi đã phát hiện ra những con chim chết rải rác khắp sân nhà của chúng tôi Và còn nhiều điều khác nữa cơ Khu rừng phía sau nhà chúng tôi trước đây Đầy tiếng ve Và những sinh vật nhỏ vào ban đêm Nhưng mà bây giờ thì xung quanh luôn im lặng Tháng ngày trôi qua Và Joshua và tôi Không bao giờ nói về sự việc đó nữa Tôi xấu hổ và thừa nhận rằng Là tôi đang rất sợ hãi Và cái mà tôi muốn nói hơn hết là Phải giả dạ vờ rằng không có gì thực sự đang xảy ra cả Một phần của tôi muốn nói với vợ tôi là Elizabeth Về sự nghi ngờ của mình Nhưng mà làm sao tôi có thể được chứ Đó cũng là con trai cối cơ mà Và hầu hết những gì tôi cảm thấy Chỉ là về mặt cảm xúc mà thôi Mà cho đến khi Đêm sinh nhật lần thứ sáu của con trai tôi Sau khi chắc chắn rằng Joshua vẫn đang chơi trong phòng Tôi đi xuống hành lang để đến phòng ngủ của chúng tôi Và khóa cửa sau lưng lại Này, em à, Elizabeth bọn mình nói chuyện một chút được không vậy? Trước khi tôi có thể tiếp tục, cô ấy đã trả lời. Đ... David, em sợ. Có điều gì đó về về Joshua đúng không? Tôi ngắt lời. Anh biết từ lâu rồi. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. Cô ấy ôm tôi rất chặt. Chúng ta phải làm sao đây? Cô ấy hỏi. Và rồi sau đó, cả nền xung quanh tắt ngấm lại. Ủa? điện thoại của em để đâu vậy tôi hỏi ở trong bếp á điện thoại của anh đâu tôi lắc đầu anh cũng không biết nữa tôi trả lời và rồi đột nhiên một đoạn nhạc bắt đầu xuất hiện lúc đầu nghe rất êm đềm và gần như là lãng mạn vậy rồi sau đó càng lúc nó càng to hơn này đó có phải là những gì anh đã nghĩ không vậy tôi hỏi nuốt nước bọt của mình một cách lo lắng vợ tôi gật đầu đây là bản nhạc dương cầm Sonata số 2 của Chopin thì phải Tôi nhìn cô ấy với sự bất ngờ Không tin vào tai của mình nữa Ủa Đó là bản ghi âm mà Tôi hỏi Nhưng mà tôi biết tổng rất rõ ràng rằng Âm thanh của cái đàn piano của chúng tôi Joshua chưa bao giờ đụng vào cả Thậm chí là luyện tập trước đó Khi tiếng đàn piano em sẽ bắt đầu phồng lên Tiếng vàng khắp ngôi nhà trở nên đáng sợ hơn Thậm chí Có vẻ một chút bạo lực trong đó nữa Elizabeth và tôi ngồi xuống trên giường cùng nhau Nắm chặt tay lại Một cách lo lắng Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt tôi Khi cô có đủ can đảm để tiếp tục nói David Em nghĩ nó không phải là con của chúng ta đâu Chuyện này thực sự rất là điên rồ Phải không Tôi không nói gì cả Chỉ ôm cối vào lòng mình một cách mạnh mẽ nhất có thể Và cố gắng một cách tuyệt vọng Để ngăn chặn giai điệu đáng sợ này Để sợ nhập vào tâm trí của mình Trong một khoảng khắc Tôi nghĩ đến việc phải thoát ra ngoài qua cửa sổ Nhưng mà phòng ngủ của chúng tôi Ở phía dốc của căn nhà Quá cao để có thể cố gắng nhảy ra ngoài Bạn Sonata kết thúc Tiếng đàn piano u ám Bắt đầu dần dần tắt đi Và cuối cùng trở nên im lặng hơn Tôi đặt tay mình vào cánh cửa gỗ Sau một lúc nghe được tiếng bút chân Nhẹ nhàng phía bên kia cửa Đang tiến đến gần hơn Có tiếng gõ cửa thì phải Bố ơi Bố Mẹ Tôi tìm kiếm những từ ngữ phù hợp Khi cố che giấu sự sợ hãi của mình Thật sự khá là ngu ngốc Khi tôi nói Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của mình Joshua sure? Con không có giận bố mẹ phải không? Im lặng Và sau đó giọng nói tiếp tục Nhưng lần này Không phải là giọng của một cậu bé Mà tôi biết suốt 6 năm qua Nó có vẻ trưởng thành Và thành đặc hơn rất nhiều Hoàn toàn không phải là xong của một cậu bé. Tôi, liệu con có vẫn là con của bố mẹ không vậy? Anh tôi dừng lại trên vợ của mình, đang kinh hoàng và khóc thầm trên sàn phòng ngủ của chúng tôi. Tôi cũng không khác gì cô ấy cả. Đúng, 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 vậy. Nói đi, Yoshu ra lệnh, vẫn trong giọng nói lớn và khàn đặc hơn đó. Con là con, con, con là con của bố mẹ mà. Tôi nói một cách nhẹ nhàng một phút hoặc hai phút của sự im lặng đáng sợ nhất tiếp theo trôi qua Và sau đó Sau đó quen thuộc của một đứa bé quay trở lại Ba ơi Bây giờ chúng ta đang ngồi ăn bánh kem được không vậy Tôi nhìn vợ mình một cách lo lắng hơn Khi với tay mở cửa Trước khi cửa mở ra hoàn toàn Yosu đã nắm cổ tay tôi Và dẫn tôi vào bếp Để làm bánh cùng nhau mà thôi Điều này đưa tôi đến một quy tắc thứ ba của mình Nếu nó bảo bạn rằng hãy tiếp tục xa vờ đi thì làm điều đó đi đừng chống lại sau một khoảng thời gian mọi chuyện vẫn bình thường không khác gì nuôi một đứa trẻ thực sự cả chỉ cần luôn nhớ rằng phải luôn tuân thủ theo quy tắc và có lẽ bạn sẽ sống sót mà thôi ít nhất đó là điều mà joshua luôn nói với tôi